Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, thời gian qua, giới truyền thông công bố rầm rộ về việc các bộ cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, tới thời điểm này mới có Bộ Công Thương cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh bằng Nghị định 08. Trong khi đó, thì các bộ ngành khác đang ở quá trình rà soát, không phải là cắt bỏ. Và đó mới chỉ dừng lại ở mức đề xuất và mới chỉ là lời hứa, còn chưa có bộ nào thực sự ra tay cắt giảm. Và việc công bố thông tin như vậy là chưa đúng thực chất, chưa đúng với tinh thần của chính phủ kiến tạo và chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Đó là ý kiến của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong buổi làm việc với 17 bộ ngành cuối tháng 5 vừa qua. Rõ ràng, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn đang trong vòng luẩn quẩn về việc rà soát, xem xét và đề xuất mà chưa có một việc làm thực chất nào cả. Và đồng nghĩa với đó là doanh nghiệp vẫn đang hàng ngày phải gánh chịu những điều kiện kinh doanh thừa, vô lý và thậm chí là bắt bí. Chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề chậm cắt giảm điều kiện kinh doanh, nỗi lo còn đó sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5 năm 2018, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra 17 bộ ngành, cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, nếu cứ thông tin có cắt giảm mà lại không cắt giảm như thế thì doanh nghiệp, người dân, thậm chí ngay giữa bộ cũng nghi ngờ có sự tô vẽ của bộ nào đó. Theo báo cáo của tổ công tác, sau các cuộc kiểm tra chuyên đề tại các bộ, quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt động kiểm tra chuyên ngành có chuyển biến nhất định, như đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro, chuyển mạnh sang hậu kiểm. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu của chỉ đạo và mong muốn. Hiện mới chỉ có 3 bộ đạt chỉ tiêu cắt giảm từ 50% trở lên, bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng. Cụ thể, ngành Giao thông Vận tải có 570 điều kiện với 28 ngành nghề được quy định tại 5 luật chuyên ngành với 20 nghị định chi tiết các điều kiện hướng dẫn thực hiện. Trong số 570 điều kiện kinh doanh về lĩnh vực Giao thông Vận tải mà Bộ đang quản lý, Bộ dự kiến tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa là 352 điều kiện, đạt tỷ lệ 61,75%. Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, với 163 điều kiện đầu tư kinh doanh của 6 lĩnh vực là đất đai, địa chất và khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ và khí tượng thủy văn. Trên cơ sở đó, Bộ đã kiến nghị bãi bỏ một ngành nghề là dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm, giảm 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ 76 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 46,63%. Việc rà soát, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện quyết liệt ở Bộ Xây dựng. Ghi nhận rõ nhất là việc Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất bãi bỏ 7 trên 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tư pháp đã thẩm định đề nghị bãi bỏ 5 ngành nghề. Trong tổng số 215 điều kiện kinh doanh, Bộ Xây dựng đã bãi bỏ 41,3%, đơn giản hóa 47,3% và giữ nguyên 15% số lượng các điều kiện kinh doanh. Thủ tục hành chính giảm 49 trên 90 thủ tục, đơn giản hóa 22 thủ tục. Hiện nay thì nói là đa số các bộ mà nói cũng khá tích cực. Mà phải tuyên truyền, phải khen ngợi ông Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tức là các bộ chạy một vòng thì chưa hết, thì ông này chạy nhanh, chạy vòng 2 rồi. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải cũng là 2 bộ. Tuy rằng chưa có cái nghị định đã ban hành, nhưng cái nội dung của họ kiến nghị thay đổi phải rất là thực chất. Và số lượng bãi bỏ cũng vượt chỉ tiêu đề ra. Trong phương án đơn giản hóa đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, nhiều bộ chưa đạt tỷ lệ cao theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Mới có 9 bộ có tỷ lệ cắt giảm trên 50%. Ngân hàng Nhà nước chưa đạt 50% là do các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý mang tính đặc thù. Do đó, việc đơn giản hóa, cắt giảm phải đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm. Một số bộ chưa tích cực. đến ngày 31 tháng 10, các bộ phải trình ban hành nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Nhưng đến nay, ngoài Bộ Công Thương, mới có Bộ Xây dựng có dự thảo nghị định đang lấy ý kiến các thành viên chính phủ. Còn lại, hầu hết các bộ đang trong quá trình rà soát và đề xuất phương án. Hiện Bộ Xây dựng đang soạn thảo dự luật cắt bỏ điều kiện kinh doanh và lấy ý kiến của các thành viên chính phủ. Song 5 bộ khác là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có dự thảo nghị định sửa đổi nhưng chưa trình lên chính phủ. Các bộ khác như Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước mặc dù đã có phương án nhưng chưa có dự thảo nghị định, trong khi thời hạn chỉ còn 5 tháng. Và thậm chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng chưa rà soát, chưa có phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Như vậy ở đây có 3 nhóm. Một là nhóm thứ nhất là đã hoàn thành, đang chạy tiếp vòng 2. Nhóm thứ hai là đã có nghị định và đã trình lấy ý kiến thành viên chính phủ, để là giai đoạn cuối. Nhóm thứ ba là có nghị định và đang xin ý kiến các bộ. Nhóm thứ tư mới có phương án để nhưng chưa có nghị định. Nhóm thứ 5 chưa làm gì cả. Thậm chí, trong khi rất nhiều bộ ngành vẫn đang chậm trễ trong việc rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thì còn có những bộ trong thời điểm này vẫn ban hành thêm những điều kiện kinh doanh vô lý và gây nhiều phản ứng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã cắt giảm và sửa đổi 52 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, trong Nghị định 27 năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, bộ này cắt giảm đơn giản hóa 11 điều kiện kinh doanh, nhưng lại bổ sung thêm 115 điều kiện. Như vậy chẳng khác nào bỏ 1 tăng 10. Một ví dụ khác, luật trồng trọt nói khi công nhận giống cây trồng thì chỉ cần lập một hội đồng, nhưng hướng dẫn thì lại bảo phải lập 4 hội đồng. Luật quy định có giống thì mới sản xuất thử 2 lần, nhưng hướng dẫn thì lại bảo phải 3 lần. Luật không quy định diện tích, nhưng hướng dẫn thì bắt diện tích vườn ươm hàng chục, hàng trăm hectare. Hay lại có doanh nghiệp bức xúc, dược liệu, rau cỏ, hoa tồn tại ngoài thực tế hàng chục ngàn loại. Luật giờ bảo nếu chính phủ không công bố thì dân không được sản xuất. Giờ thì ai công bố? Doanh nghiệp công bố rồi trồng, bắt doanh nghiệp đăng ký mới được sản xuất thì không phù hợp. Hoặc hiện giờ có quy định các nhà máy, nhà kho thuốc bảo vệ thực vật phải vào trong khu công nghiệp. Nhiều nhà máy vài chục tỷ, hàng trăm tỷ bắt phải vào khu công nghiệp liệu có khả thi không? Chỉ cần áp dụng quy định này thì rất nhiều doanh nghiệp phá sản. Rồi còn có quy định chủ doanh nghiệp phải học ngành sinh học. Trong khi nhiều công ty có hội đồng cố vấn toàn là các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành. Ông chủ không cần phải đi học sinh học nữa. Rõ ràng điều này là không thực tế. Đó chỉ là số ít những điều kiện kinh doanh vô lý mọc ra hoặc vẫn đang tồn tại gây khó cho doanh nghiệp. Trong khi đó thì các bộ ngành chủ quản dường như vẫn thờ ơ với nỗi khổ của doanh nghiệp. Vậy là thực tế, điều kiện kinh doanh chậm bị cắt bỏ vẫn đang gây ra nỗi khổ hàng ngày cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, chỉ còn 5 tháng nữa để các bộ hoàn thành dự thảo để lấy ý kiến chính phủ. Nếu không làm nhanh thì 5 tháng chưa chắc đã đủ. Việc chậm trễ trong rà soát và soạn dự thảo nghị định để trình chính phủ giữa các bộ khiến nhiều người lo ngại mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh khó đạt được trong năm 2018. Và trong buổi làm việc với 17 bộ ngành vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đề nghị công khai bộ nào đã rà soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh và nêu rõ điều kiện kinh doanh phải xử lý bằng nghị định, chứ không phải điều kiện kinh doanh là điều chuyển sang thông tư để lách luật và để làm việc không đúng. Điều kiện kinh doanh chậm được rà soát, đồng nghĩa với việc tồn tại những điều kiện kinh doanh vô lý khiến doanh nghiệp bức xúc, tạo rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp, cũng như gây ra những hệ lụy tốn kém về mặt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thì có đến 59% doanh nghiệp phản hồi cho rằng đã phải chi trả chi phí không chính thức. Trong số này có đến 9,8% doanh nghiệp cho rằng đã phải chi trả tới hơn 10% doanh thu cho các khoản chi phí không chính thức. Mặc dù hiện tượng này có giảm so với năm trước, nhưng mức độ chi trả chi phí không chính thức như nêu trên đã là nghiêm trọng và rất lớn. Với tốc độ cải cách như hiện nay thì nếu nói 2018 thì khó đạt, nhưng giữa 2019 thì chắc là đạt được mục tiêu là bãi bỏ ít nhất là 50% số điều kiện kinh doanh hiện hành. Số điều kiện kinh doanh hiện hành là thống kê của 2017. Điều kiện kinh doanh vô lý chậm được cắt bỏ ngày nào thì nỗi lo còn đeo bám doanh nghiệp ngày đó. Với việc cấp phép thì theo hiện tại đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì được thực hiện theo quy định của Nghị định 73 hiện hành. Và Nghị định 73 hiện hành thì đã được ban hành từ tháng 12 năm 2012, đến nay nó đã được hơn 5 năm. Và với cái tốc độ phát triển của thị trường thì nó đã còn một số các điều kiện nó không còn phù hợp nữa. Và những cái điều kiện không còn phù hợp đấy nó chính là cái rào cản cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và chúng tôi, nhóm Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam chúng tôi cũng đã đề xuất và kiến nghị lên Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất để sửa đổi, điều chỉnh cái Nghị định 73. Nhà nước và xã hội nhìn các nhà đầu tư vào giáo dục dưới góc độ nào? Đây là một câu hỏi tôi nghĩ rằng là nên nghiêm túc để suy nghĩ. Bây giờ tôi muốn góp vào ông Khang 20 tỷ. Thế thì người ta vốn cũng là một cái doanh nghiệp nào đó người ta bỏ tiền vào. Thế họ có, bây giờ thì nhà nước nhìn 20 tỷ của họ dưới góc độ là họ đi làm công ích hay là đi làm từ thiện hay đi làm cái gì hay là đầu tư thì phải nói, đầu tư kinh doanh để có lợi. Tôi thấy rằng vẫn rất nhiều điều cần phải tiếp tục có thể sửa đổi để mà tạo ra một cái khung khổ pháp lý về kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nó tốt hơn. Tôi đánh giá là hai nghị định và cũng như phương án sửa hai nghị định này thì vẫn chưa thể hiện cái tinh thần gọi là tinh thần kiến tạo mà Thủ tướng Chính phủ đây đề ra trong thời gian gần đây, tức là nó vẫn còn tồn tại những cái quy định tạo ra những cái chi phí không cần thiết, không hợp lý và tạo ra những gánh nặng xã hội như mọi người cũng đã vừa nghe kinh nghiệm trao đổi của các cơ sở giáo dục thì rất nhiều quy định nó không có tác dụng thực tiễn mà chỉ khiến cho các trường đối phó và tạo ra những chi phí, trong khi đó cái thực sự mà chúng ta quan tâm đến là cái chất lượng giáo dục rồi cái an toàn cho trẻ thì chúng ta không thấy một cái dấu hiệu nào mà có thể đảm bảo được hoặc nâng cao được những cái tiêu chí, những cái vấn đề mà chúng ta thực sự quan tâm như vậy. Cái nghị mới ra đó là thành lập trường mẫu giáo thì nếu biết thế này tôi đặt tôi vào nhà đi kinh doanh dịch vụ mẫu giáo tôi không hiểu tôi phải đáp ứng thế nào. Thứ nhất, đầu tiên là phải có đề án thành lập trường phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cái huyện đó, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền quy hoạch. Và tôi không hiểu là có bao nhiêu cái loại quy hoạch tại hiện nay có, tôi khẳng định là huyện nào cũng có không chưa chắc. Đề án thành lập thì còn phải nêu rất rõ vân vân. Điều kiện thì phải có tối thiểu 12 mét vuông khu vực chung, đại khái là có rất nhiều cái thứ mà ở đây riêng cái điều kiện về nó phản ánh cả 12 cái nhóm điều kiện thì tôi đặt ra đây tôi không có hàm ý gì mà đây là vô tình tôi đọc thấy thì đây là một trong những cái ví dụ mà tôi thấy nó có nhiều cái điểm mà nó liên quan chứ không phải là tôi chú ý chủ đích đặt ra để chỉ chia ra trong cái kèm. Rõ ràng nếu không có những biện pháp đủ mạnh thì e rằng nỗi khổ và nỗi sợ hãi của doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh vẫn còn tồn tại rất lâu nữa. Chúng tôi cũng mong muốn là khi ban hành cái việc cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có những cái giám sát việc áp dụng cái việc cắt giảm này đến đâu. Chính cái việc giám sát cái việc áp dụng cắt giảm này chính là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Có một sự lấn cấn giữa cái việc quản lý nhà nước với lại cái việc là chỉ định các cái tổ chức kiểm tra. Khi người ta kiểm tra cái vấn đề chúng ta là như thế này, vấn đề là chúng ta làm thế nào để tránh được cái nguy cơ về mất an toàn trong cái đối với hàng hóa cũng như là đối với trong sử dụng thực phẩm, thì làm cách nào để mà ngăn ngừa được cái nguy cơ là được, chứ không nhất thiết vì ta đang đặt cái câu chuyện là không đặt cái mục tiêu là ngăn ngừa mà đặt mục tiêu là ai làm, cứ luôn luôn phải là cơ quan nhà nước làm. Và chính vì cái việc có các bước của cơ quan nhà nước vào đấy cho nên nó mới thành chuyện. Chứ lẽ ra thì chỉ cần một cái tổ chức mà đã được nhà nước chỉ định, người ta đã làm mà mình đã có niềm tin và người ta có trách nhiệm rồi thì như thế là đủ điều kiện để thông qua. Luật pháp có tốt thì thực thi nó mới tốt. Luật pháp chưa tốt, thực thi tốt nó chỉ cải thiện một phần. Cho nên quan điểm của tôi cho rằng là vẫn cần đánh vào chất lượng của hệ thống pháp luật, vẫn cần một cuộc cải cách. Thì tôi chỉ kiến nghị như thế này thôi này, 19 và 3 năm vẫn tiếp tục, nhưng tôi kiến nghị thêm rằng cần có một cuộc cải cách toàn diện về hệ thống quy định pháp luật, nâng cao chất lượng của hệ thống quy định pháp luật. Nhưng tôi không kiến nghị theo kiểu ngày xưa nữa là nâng cao chất lượng nữa, mà tôi kiến nghị thế này này, bỏ chứ không có nâng cao. Ở chúng ta không có đưa gặp cái bẫy, chúng ta bảo là sửa thì có nghĩa là cho thêm vào, hoặc có thể bỏ ra, nhưng mà thường sửa là hay cho thêm vào. Nên tôi chỉ kiến nghị là bỏ những cái gì mà nó cản trở cạnh tranh, gây ra rủi ro, cản trở sự sáng tạo, phi thị trường thì phải bỏ. Đúng là thực tế thời gian vừa rồi thì cái chất lượng của điều kiện kinh doanh chưa phù hợp, còn gây khó khăn, còn gây phiền hà trong quá trình thực hiện, còn là không gian rộng cho hoạt động nhũng nhiễu của cán bộ thực thi, cán bộ nhà nước đối với doanh nghiệp, thì điều đấy là thực tế và chính phủ đã nhận rõ điều này. Chính vì vậy mà trong hơn một năm vừa rồi thì đã có những thay đổi rất lớn, chẳng hạn như toàn bộ điều kiện kinh doanh trước đây vốn chất lượng chưa cao, quy định ở hàng ngàn thông tư thì hiện nay đã được bãi bỏ và nâng cấp lên thành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh. Quá trình soạn thảo các quy định pháp luật từ luật, nghị định của chính phủ vừa rồi thì cái việc rà soát, cái việc đánh giá, cái việc phân tích các điều kiện kinh doanh, tôi đánh giá rằng là cũng được tiến hành một cách rất là cẩn trọng và rất là kỹ lưỡng. Tất nhiên thì không phải bộ ngành nào cũng đi nhanh, nhưng mà chúng ta đã thấy những cái tín hiệu để có thể tin tưởng rằng là đây là một tiến trình mà chắc là không bộ ngành nào có thể đứng ngoài. Chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng đó là cái yếu tố về thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước cần phải cẩn trọng khi xây dựng những cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là những chính sách, thì họ phải bám sát được là đâu là những cái quy luật thị trường, đâu là trong trường hợp nào chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ thị trường để điều tiết, và chỉ tác động sử dụng những cái biện pháp quản lý nhà nước hoặc là những can thiệp của nhà nước hoặc là những cái biện pháp hành chính khi mà thị trường không thể thực hiện được điều đó. Theo đó chúng ta phải kiểm soát lại những cái luật mới ban hành, rồi những nghị định mới ban hành. Có rất nhiều nghị định mới ban hành nó lại để thêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh, cho nên cần một sự giám sát rất là mạnh mẽ, rất là chặt chẽ để cho nó không mọc thêm, mà mọc thêm chỉ là những thứ thực sự cần thiết, nó phải lý giải được mục tiêu chính sách mà nó bảo vệ. Có chuyên gia đã nhận định rằng cái mà doanh nghiệp muốn nhất hiện nay không phải là việc chính phủ ra liên tiếp các nghị quyết 19, nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh, mà điều quan trọng là phải làm sao khiến doanh nghiệp yên tâm làm ăn, làm sao đối phó với chính quyền không phải là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp nữa, mà đó phải là cạnh tranh với bên ngoài và tận dụng thị trường để phát triển. Rõ ràng, cộng đồng doanh nghiệp đang mong ngóng những cải cách đi vào thực chất hơn là những bước tiến mang tính hình thức. Tiếp theo chương trình là mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, Công ty luật Quốc Minh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, có chị Vũ Thờ Hà Nội gọi điện về chương trình và hỏi: công ty tôi có quyết định mua lại cổ phần của các cổ đông, tuy nhiên thì công ty vẫn chưa thanh toán tiền cho các cổ đông với lý do là chưa thanh toán đủ nợ cho đối tác. Vậy tôi muốn hỏi quyết định của công ty như vậy có hợp pháp hay không? Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 1 điều 131 luật doanh nghiệp năm 2014 về điều kiện thanh toán các cổ phần được mua lại, công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại điều 129 và điều 130 của luật này, nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác. Theo đó, điều kiện để thanh toán cổ phần mua lại cho cổ đông đối với trường hợp công ty theo quyết định mua lại cổ phần của công ty là phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Như vậy, lý do công ty bạn đưa ra như trong câu hỏi của bạn là hoàn toàn hợp pháp. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.